Công an vào cuộc, Việt Tân phản pháo. Bà Hằng cáo buộc ai âm mưu hại thầy Minh Tuệ. Cảnh báo, đây là video khá dài vì chúng tôi muốn truyền tải thông tin đầy đủ và chính xác nhất đến quý vị và bà con. Quý vị hãy xem hết video, không thể bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào. Ba điều không thuyết phục trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng để lại dấu chấm hỏi lớn trong lòng khán giả. Tổ chức Việt Tân lên tiếng về người phụ nữ tiếp cận bà Hằng và sư Minh Tuệ. Hôm nay, chị Nguyễn Phương Hằng chia sẻ rằng có một người phụ nữ thuộc hội nhóm Việt Tân đã được cử đến gặp chị và đề nghị chị đến gặp thầy Thích Minh Tuệ, đồng thời sử dụng fan của thầy Thích Minh Tuệ và của chị Nguyễn Phương Hằng để xuống đường phản đối, chống phá đất nước Việt Nam. Nội dung thứ hai là chị nói sẽ quay lại với cuộc chiến pháp lý với những người đấu tố chị, trong đó có cả ông Võ Hoàng Yên. Và nội dung thứ ba liên quan đến trại giam Phước Hòa. Chúng tôi hiểu rằng sau tuyên bố quất không trượt phát nào của bà Phương Hằng, khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi xem bà sẽ quất ai và điều gì sẽ xảy ra. Nhưng sau khi xem đi xem lại buổi livestream ấy, chúng tôi vẫn không thấy bà quất ai một cách rõ ràng. Trước khi đi sâu vào phân tích video này, chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều quan trọng, chúng tôi đứng ở vị trí trung lập, không theo phe nào, không ngưỡng mộ nhưng cũng không ủng hộ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho quý vị một cái nhìn khách quan và chân thực nhất về sự việc đang gây xôn xao dư luận, đồng thời nói lên nỗi lòng của người dân, những người yêu mến thầy Minh Tuệ và luôn bảo vệ chính nghĩa. Có ba điều bà không thật sự thuyết phục được khán giả. Đầu tiên, bà tuyên bố sẽ quất không trượt phát nào, kỳ này quất một mẻ lớn, nhưng dường như chẳng có ai thực sự bị quất. Đây rõ ràng là một sự trượt lớn. Thứ hai, bà hứa sẽ phân tích đúng sai của thầy Minh Tuệ, nhưng chúng tôi chưa thấy bà nhắc đến hay làm rõ điều này. Đây là một điểm không được thỏa mãn. Cuối cùng, bà hứa sẽ chỉ ra ai là người đứng sau thầy Minh Tuệ, nhưng điều đó cũng không xảy ra. Có phải bà đang cố tình đổ oan cho thầy Minh Tuệ? Sau khi xem xong buổi livestream, chúng tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho thầy Minh Tuệ, dường như thầy không có bất kỳ mối liên hệ nào với những gì diễn ra trong buổi livestream này. Bà Phương Hằng tuyên bố lần này sẽ quất một mẻ lớn không chừa bất kỳ ai, nhưng ai mới thực sự là đối tượng mà bà đã quất không trượt phát nào? Và điều quan trọng là bà đã đúng hay sai trong cách làm này? Quý vị hãy chuẩn bị tinh thần vì chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn về những nhân vật mà bà Phương Hằng nhắm đến, cũng như những lùm xùm xoay quanh câu chuyện này. Cùng theo dõi để tìm ra sự thật, bởi điều gì sẽ đến tiếp theo chắc chắn không thể lường trước được. Và đây chính là người mà bà nói quất không trượt phát nào, trích nguyên văn lời bà Hằng nói trong livestream. Cảm xúc thương xót cho người dân, có người không theo dõi hiểu được, nói này không có người, nó êm quá, bây giờ mới có người sẽ chia sẻ với chị. Chị nhận ra tất cả những người ở trại An Phước và về vấn đề mãi là tù chính trị đều bị kéo vào, hứa hẹn xong rồi chạy người ta vào tù 10 năm, 20 năm. Chung nhất là ông Đàm Minh Quân, một trong những người xúi dục chị em phụ nữ độc thân, không có gia đình, chống lại những người trong nước Việt Nam. Khi đi tù không có nơi nào tốt để không bao giờ có tư tưởng dùng đoạn video này không nghe được âm thanh người phụ nữ nói gì, chỉ nghe được lời bà Hằng nói. Và người phụ nữ này lại xõa tóc che mặt, chỉ nghe bà Hằng nói. Không đâu bằng quê hương đất nước của mình, rồi lại nói đến nhà trại giam Phước. Cách đây khoảng 10 ngày, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những phát ngôn đầy chấn động về sự việc liên quan đến thầy Minh Tuệ. Bà nói là sẽ quất thầy Minh Tuệ không trượt phát nào, cho nên đừng thấy nở mà ngỡ xuân về, mình phải thần tượng ông bà tổ tiên, cha mẹ mình, quê hương đất nước của mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ, phải tu cho mình. Còn mình đi cúng dường với họ, mình phục vụ cho họ để họ tu, chứ mình không có phước, đúng không? Cho nên bây giờ một nửa thì ủng hộ thầy Thích Tinh Tuệ, một nửa thì chống đối, đang chia 50-50. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Tôi sẽ cho biết ông đúng chỗ nào, ông sai ở đâu và người đứng sau ông là ai. Nhưng mà trong buổi livestream tối qua, bà không hề nhắc đến một câu nào về vấn đề đã nói trước đó liên quan đến thầy Minh Tuệ. Bà chỉ chia sẻ câu chuyện về việc bà bị lôi kéo vào những hoạt động được cho là phá hoại đất nước. Theo lời bà, một người phụ nữ tự xưng là đại diện của tổ chức Việt Tân đã tiếp cận bà và yêu cầu bà giải cứu thầy Minh Tuệ cùng với lực lượng fan của bà và fan của thầy Minh Tuệ nhằm lật đổ chính quyền. Bà Phương Hằng khẳng định, tôi nói có sách, mách có chứng. Tôi chưa bao giờ nói sai và hôm nay tôi đưa bà ấy ra nhờ chính quyền làm rõ. Bà ấy đã đến gặp tôi và yêu cầu tôi kéo fan của mình đi thăm thầy Minh Tuệ cùng với mình xuống đường lật đổ chính quyền, phản bội lại Tổ quốc. Tôi dù đi tù nhưng tôi luôn yêu nước, thương dân. Vậy thì tại sao bà này,
tự xưng là tổ chức Việt Tân, lại sai bà ấy đến kêu tôi đi giải cứu ông Minh Tuệ. Ông Minh Tuệ tu hành đã được bảo vệ rồi thì tại sao phải giải cứu? Tại sao phải kéo fan của tôi đi cùng với fan của thầy Minh Tuệ xuống đường lật đổ chính quyền? Quá quắt là không trượt phát nào. Cô ấy còn nói rằng cô đã từng chứng kiến nhiều người bị tụi nó rủ rê rồi bỏ rơi. Thái độ của bà ấy, quý vị nhìn cho kỹ và nghe tôi trả lời nè. Đây là một nhân chứng sống, tổ chức Việt Tân kêu bà ấy đến gặp tôi và nói rất rõ ràng. Vậy thì ai còn muốn ủng hộ thì cứ ủng hộ, ai quay lưng với đất nước thì cứ tiếp tục. Tôi không quan tâm đến chuyện này, nhưng đừng nói tôi quay lưng, đừng nói rằng tôi sợ. Nguyễn Phương Hằng này chưa bao giờ biết sợ, chưa bao giờ biết chối, chưa bao giờ biết chạy. Vậy thì tất cả những người đã chửi tôi hãy nghe cho rõ và nhìn cho kỹ, tự chọn lấy những điều mà cô ấy nói về việc không nơi nào bằng quê hương đất nước mình. Tôi khuyên bà ấy rằng không được suy nghĩ như thế. Đưa đoạn đó ra, bà ấy nói gì và cô ấy nói gì, cô ấy trả lời như thế nào, và tôi đưa ra dấu hiệu nguy hiểm, dừng lại. Quý vị phải nhìn cho kỹ và phải tin rằng tôi không bao giờ quất trượt phát nào. Với giọng điệu mạnh mẽ và dứt khoát, bà Phương Hằng nhấn mạnh rằng hành động này không chỉ phá hoại đất nước mà còn đánh vào an ninh quốc gia. Bà tự hỏi rằng với sức ảnh hưởng của mình và thầy Minh Tuệ, nếu cả hai cùng đứng lên kêu gọi, liệu có phải là hành động gây tổn hại cho Tổ quốc hay không? Bà Phương Hằng đã nhấn mạnh với công chúng rằng bà không quay lưng với Tổ quốc và mọi hành động của bà đều xuất phát từ lòng yêu nước. Tình thương đối với nhân dân, tôi đứng giữa trời đất trước hồn thiêng sông núi này và tôi khẳng định rằng chưa bao giờ tôi quay lưng với Tổ quốc. Bằng câu nói này, bà muốn khẳng định rằng dù trải qua khó khăn hay thử thách, trái tim bà luôn hướng về đất nước. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Là người Việt Nam, chúng ta luôn mang trong mình tình yêu sâu sắc với quê hương đất nước, yêu Tổ quốc. Yêu đồng bào không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh gắn kết mọi người con đất Việt. Nhưng vấn đề thực sự mà bà Phương Hằng đặt ra là tại sao lại cần giải cứu thầy Minh Tuệ? Thầy Minh Tuệ đã được bảo vệ rồi, vậy việc kéo fan của bà và fan của thầy xuống đường là gì nếu không phải là âm mưu phá hoại? Bà tiếp tục, tại sao phải giải cứu khi ông ấy đã được bảo vệ? Tại sao lại phải kêu gọi mọi người lật đổ chính quyền? Lời nói của bà Phương Hằng đã thổi bùng lên những nghi vấn trong cộng đồng, khiến nhiều người không khỏi đặt ra câu hỏi, những thông tin bà tiết lộ liệu có phải sự thật? Và nếu đúng như những gì bà nói, thì đây có thể là một âm mưu quy mô lớn liên quan đến tổ chức Việt Tân, âm thầm can thiệp vào an ninh quốc gia. Câu chuyện này không chỉ xoay quanh cá nhân bà Hằng mà còn gợn lên làn sóng nghi ngờ lớn trong cộng đồng, khi tình hình ngày càng trở nên phức tạp và nhạy cảm. Phải chăng những điều bà đưa ra thực sự là lời cảnh báo về sự can thiệp của các thế lực nước ngoài? Những yếu tố bí ẩn và sự xuất hiện của tổ chức nước ngoài càng làm câu chuyện thêm phần khó đoán. Tuy nhiên, giữa cơn bão nghi vấn, sự dũng cảm và cương quyết của bà Phương Hằng khiến người nghe không thể không suy nghĩ về ý nghĩa của lòng trung thành và sự tận tụy với Tổ quốc. Bà đã thẳng thắn yêu cầu chính quyền vào cuộc để làm rõ sự thật, chứng minh rằng bà không liên quan đến bất kỳ hành động nào có thể đe dọa an ninh quốc gia. Vấn đề này không chỉ đòi hỏi sự thấu hiểu và điều tra kỹ lưỡng mà còn khơi dậy trong lòng người nghe sự tò mò và lo lắng về những diễn biến phía sau. Liệu sự thật có thực sự ẩn chứa một âm mưu ngầm? Chúng ta hãy chờ đợi kết quả điều tra từ chính quyền. Theo quan điểm cá nhân của tôi, thầy Minh Tuệ là một bậc chân tu đích thực, người luôn giữ lòng thanh tịnh và được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Nhưng không thể phủ nhận rằng có những thế lực ngầm đang cố gắng lợi dụng danh tiếng của cả bà Nguyễn Phương Hằng và thầy Minh Tuệ để gây rối loạn, phá hoại đất nước Việt Nam. Điều này có thể là một chiêu trò nhằm làm xáo trộn lòng yêu nước của nhân dân ta, làm chúng ta mất niềm tin vào những giá trị tốt đẹp. Vậy quý vị nghĩ sao? Liệu đây có phải là một âm mưu tinh vi? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình dưới phần bình luận. Trong lúc này, chúng ta cần tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết để nhìn nhận mọi việc một cách chính xác nhất. Hãy để sự thật và sự bình tĩnh dẫn dắt chúng ta tìm ra con đường đúng đắn. Kính thưa quý vị, khi nghe đến câu chuyện về bà Nguyễn Phương Hằng, có lẽ nhiều người không khỏi thắc mắc về những lời tuyên bố mà bà đã đưa ra sau khi ra khỏi trại giam. Bà từng mạnh mẽ tuyên bố, tôi đi tù vì dân, tôi đi tù vì dân. Nhưng thưa quý vị, câu nói ấy có thực sự chính xác không? Chúng tôi công nhận rằng bà có lòng vì nước thương dân, nhưng việc bà đi tù vì dân thì chúng tôi không chấp nhận vì đó là do những lỗi lầm của chính bà. Những sai phạm trong phát ngôn và hành động của bà đã gây ra hậu quả cho chính bà, đó gọi là khẩu nghiệp. Giống như người lái xe tải chở hàng cứu trợ, việc cứu giúp đời là điều đáng quý, nhưng nếu không kiểm soát được tốc độ, phanh hỏng và gây tai nạn thì lỗi đó phải thuộc về chính tài xế, chứ không thể nói rằng tai nạn xảy ra là vì người dân.
Thế nên, việc bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố rằng mình đi tù vì dân là một cách đổ lỗi không chính đáng cho xã hội và đất nước. Điều đó không chỉ gây hoang mang cho người nghe mà còn tiềm ẩn những nguy hại lớn cho an ninh quốc gia. Nhà nước không bắt giữ ai vì lòng yêu dân mà chỉ hành động khi cá nhân đó vi phạm pháp luật. Nếu nói như bà Hằng, chẳng phải nhà nước đang trừng phạt người có lòng yêu nước hay sao? Điều này hoàn toàn sai lệch và gieo rắc hiểu lầm nghiêm trọng trong lòng công chúng. Theo những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật, bà Phương Hằng không nhắm vào việc quất thầy Minh Tuệ. Thực tế, người mà bà Hằng nhắc đến là một đối tượng khác, một kẻ mà bà gọi là sỏ lá ba que, kẻ chống phá và có hành vi phản động. Điều đặc biệt là đối tượng này có liên hệ với bà Phương Hằng và đã dấy lên câu chuyện yêu cầu bà giải cứu thầy Minh Tuệ. Bà Phương Hằng mạnh mẽ đáp trả rằng thầy Minh Tuệ đang an toàn, không hề cần phải giải cứu. Đây là điểm đáng chú ý, bởi trong mọi câu chuyện xoay quanh bà Hằng và thầy Minh Tuệ, thực tế chẳng có gì nghiêm trọng như một số người tưởng vì những phát ngôn mạnh miệng của bà Hằng trước đó. Mọi việc chỉ bắt đầu khi bà Phương Hằng nhắc đến tên thầy và tuyên bố sẽ quất không trượt phát nào. Tuy nhiên, từ quất ở đây không phải theo nghĩa đen mà bà ám chỉ một đối tượng khác, chính là kẻ đã gây ra những hiểu lầm và kích động dư luận. Chúng tôi muốn làm rõ rằng, người này tự xưng là một nhân vật thuộc phe sỏ lá ba que và đã tiếp cận bà Hằng với mục đích yêu cầu giải cứu thầy Minh Tuệ. Bà Phương Hằng đã thẳng thắn chia sẻ rằng nếu bà thực sự ra đường với lượng người ủng hộ lớn như hiện nay, đặc biệt là fan của thầy Minh Tuệ, thì có thể sẽ gây nên sự hỗn loạn ngoài đường, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Đó là điều bà muốn ngăn chặn, không muốn tạo thêm xung đột không cần thiết. Có lẽ nào đây chỉ là một kịch bản mà bà Phương Hằng dàn dựng lên để khán giả quên đi những tuyên bố trước đó, rằng bà quất một lơ và lấy công chuộc tội. Suy xét kỹ hơn, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao một đối tượng thuộc phe chống phá lại có thể đến tiếp cận bà Hằng để bàn chuyện giải cứu thầy Minh Tuệ. Điều này thật vô lý. Chúng tôi cần câu trả lời từ phía bà Hằng. Đây là điểm mấu chốt khiến mọi người phải suy ngẫm. Bà Phương Hằng đã không ngần ngại chỉ rõ rằng bà quất không bao giờ trượt phát nào khi nói về ai ủng hộ thầy Minh Tuệ. Câu chuyện dần hé lộ những mối quan hệ phức tạp và âm mưu đằng sau càng hiện rõ. Liệu đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm hay còn những bí mật sâu kín hơn chưa được phơi bày? Với sự quyết đoán của bà Phương Hằng và sự sắc bén của lực lượng an ninh Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng, trả lời mọi câu hỏi mà dư luận đang chờ đợi. Nhưng thưa quý vị, những lời nói của bà Phương Hằng trong buổi livestream này thực sự không thuyết phục. Nếu quý vị và các bạn đang theo dõi thấy có điểm nào không thuyết phục, hãy để lại ý kiến bên dưới nhé. Chúng tôi cảm thấy rằng những gì bà nói dường như không khớp với những gì được hứa hẹn. Một buổi livestream hoành tráng được tổ chức rầm rộ với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ truyền thông, nhưng kết cục lại chỉ là một đoạn video bà nói chuyện với một nhân vật nào đó bị gọi là Việt Tân. Điều đáng nói là nội dung cuộc trò chuyện cũng không rõ ràng bởi âm thanh quá nhỏ và ồn ào khiến khán giả khó mà nghe rõ bà và người phụ nữ đó đang nói gì. Và hơn nữa, nó hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện chính. Nếu thực sự có một nhân vật nào đó âm mưu chống phá đất nước thì hành động đầu tiên cần làm là báo cáo với cơ quan chức năng, đúng không? Đáng lẽ bà phải báo ngay cho công an thay vì đem câu chuyện này lên livestream. Và cái gọi là quất không trượt phát nào mà bà nhắc đến, chúng tôi tự hỏi, quất ở đâu? Đầu tiên, bà chỉ nói chuyện với người đó. Thứ hai, bà đã quay video cuộc trò chuyện. Vậy sao có thể gọi là quất? Quý vị có thấy điều này có chút bất hợp lý không? Rồi trước đó, bà nói kỳ này sẽ quất một mẻ lớn. Quất ai? Tại sao bà không nhắc đến? Tại sao phải nói như vậy để khán giả hoang mang và đoán già đoán non? Quý vị hãy nghe lại đoạn video này, tôi chưa bao giờ nói sai và hôm nay tôi đưa bẫy ra và tôi nhờ chính quyền làm rõ. Vì bà ấy nói rằng bà ấy là tổ chức Việt Tân, sai người đến gặp tôi để xuống đường lật đổ chính quyền. Ai bị vào bẫy? Tâm linh là có thật. Bỗng nhiên trên điện thoại của tôi, nó xuất hiện tất cả những hình ảnh và tin nhắn của thằng Đỗ Hoàng Yến và tôi sẽ kiện lại cái pháp lý này với tất cả những người xúc phạm tôi. Tôi sẽ đi vào con đường pháp lý với những người đã làm cho tôi khổ đủ rồi. Mọi người chửi tôi mà thấy tôi im lặng là tôi sợ, không phải đâu. Tôi đã nói rồi, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Quý vị thân mến, chắc hẳn khi nghe những lời chia sẻ của bà Phương Hằng, ai trong chúng ta cũng cảm nhận được sự căng thẳng và hồi hộp bởi mỗi khi bà đã quất thì không ai thoát được. Sau những ngày chờ đợi và đoán già đoán non, hôm nay chúng ta đã phần nào rõ được người mà bà Phương Hằng sẽ nhắm đến. Có lẽ không ít khán giả ngỡ ngàng và thất vọng khi cái tên được nhắc đến lại chỉ là một người phụ nữ lạ lẫm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả. Chúng tôi hiểu rằng rất nhiều người đã mong đợi bà Phương Hằng sẽ nhắc đến những cái tên lớn như chúng tôi dự đoán trong video hôm qua, đặc biệt là thầy Minh Tuệ.
nhưng kết quả lại khác biệt hoàn toàn. Thay vì xoáy sâu vào thầy Minh Tuệ, bà chỉ nhắc đến một thế lực đứng sau, một nhân vật mà bà gọi là sỏ lá ba que cố gắng tiếp cận bà để yêu cầu giải cứu cho thầy Minh Tuệ. Vậy thì rõ ràng bà đang ủng hộ thầy Minh Tuệ chứ không dùng lời lẽ xúc phạm như trước nữa. Quý vị có công nhận điều đó không? Trong buổi livestream, bà Phương Hằng đã phân tích rõ rằng người phụ nữ này không có liên hệ gì với thầy Minh Tuệ cả. Đây là một sự hiểu lầm và có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng từng rơi vào bẫy của dư luận, giống như cách bà Hằng từng nói rằng bà đang bị thao túng tâm lý. Bà Phương Hằng đã khẳng định rõ ràng rằng việc nhắc đến thầy Minh Tuệ không phải để kéo theo dư luận, mà chỉ đơn giản là để bảo vệ ngài trước những thế lực muốn lợi dụng danh tiếng của thầy cho mục đích xấu xa. Vậy tại sao trước đó bà lại nói là bà sẽ chứng minh cho mọi người thấy sau lưng thầy là ai? Chúng ta phải hiểu rằng thầy Minh Tuệ là một người tu hành chân chính, đã buông bỏ mọi thứ trần tục để tập trung vào con đường đạo. Bất kỳ lời đồn đoán nào cho rằng thầy có liên quan đến những kẻ xấu đều là vô căn cứ. Sự thật mà bà Phương Hằng đưa ra khiến chúng ta càng hiểu rõ hơn rằng những thế lực đứng sau thầy Minh Tuệ chỉ muốn thao túng và lợi dụng ngài cho mục đích riêng của họ. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng, không thể phủ nhận rằng những điều bà đã làm mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Nhưng cách bà thể hiện đôi khi lại khiến nhiều người băn khoăn, khó hiểu và đôi khi dẫn đến bức xúc. Chúng tôi lên tiếng không phải vì ghét bỏ, mà vì sứ mệnh của chúng tôi là phải đem những điều chính xác và đúng nghĩa nhất. Để nói thay lòng người dân, tôi thấy bà có ích cho đời rất nhiều, đã giúp đỡ biết bao trẻ em và những người gặp khó khăn. Nhưng điều làm tôi suy nghĩ là cách bà thể hiện điều đó. Bà Hằng ơi, cứu người giúp đời là một điều cao quý, nhưng hãy để những hành động tốt đẹp tự nói lên giá trị của mình. Như Đức Phật từng dạy, hãy làm việc thiện một cách lặng lẽ, giống như người tưới nước cho cánh đồng. Nước chảy âm thầm nhưng nuôi dưỡng tất cả. Nếu chúng ta làm việc thiện mà cứ tuyên bố ầm ĩ, thì còn đâu là sự tĩnh lặng, khiêm nhường của lòng từ bi. Có rất nhiều người giàu có làm từ thiện, nhưng họ không cần phải ồn ào, không cần khoe khoang để cả thế giới biết. Chẳng hạn như anh Quang Linh Vlog, một người con đất Việt đã làm nên điều kỳ diệu tại vùng đất xa xôi châu Phi. Anh không chỉ là một vlogger mà còn là một người có tấm lòng nhân ái, cống hiến hết mình để thay đổi cuộc sống của những người dân tại đó. Với trái tim nhiệt huyết và tinh thần dấn thân, Quang Linh đã cải tạo cả một vùng đất cằn cỗi, mang lại sự sống mới, giúp người dân nơi đây có nước sạch, lương thực và những điều kiện cơ bản để vươn lên trong cuộc sống. Điều đáng trân trọng ở Quang Linh không chỉ là những thành quả anh đạt được mà còn là sự khiêm nhường, lặng lẽ trong cách anh làm việc. Anh không khoe khoang, không rầm rộ, dù những gì anh đã làm thực sự xứng đáng với sự ngưỡng mộ và tán dương từ cộng đồng. Gần đây, anh còn được bổ nhiệm làm ủy viên của một tổ chức lớn, nhưng anh vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn, âm thầm tiếp tục hành trình giúp đỡ người dân châu Phi mà không cần sự phô trương. Những hành động của Quang Linh Vlog không chỉ mang lại niềm tự hào cho đất nước Việt Nam mà còn là một tấm gương sáng về sự cho đi vô điều kiện. Anh không cần phải nói nhiều, nhưng những việc làm của anh đã nói lên tất cả, rằng lòng tốt, lòng nhân ái có thể thay đổi thế giới từng bước một. Quý vị hãy suy ngẫm, những gì thực sự có giá trị là điều chúng ta làm cho cộng đồng, chứ không phải sự diễn xuất hay sự công nhận từ xã hội. Quang Linh đã chứng minh rằng chỉ cần có một trái tim chân thành, một người có thể tạo ra thay đổi lớn lao cho hàng ngàn người khác, không phân biệt biên giới hay màu da. Như vậy, có đáng để nhắc đến hay không? Hay như tỷ phú Châu Nhuận Phát hay Bill Gates, họ đã cống hiến cả tài sản của mình để giúp đỡ người khác, nhưng họ làm một cách thầm lặng, không cần sự tán dương. Vậy tại sao bà Hằng lại phải thể hiện như thế? Những hành động của bà đáng trân trọng, nhưng cách bà là ó, tạo sự ồn ào khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Tôi nói điều này không phải để chỉ trích mà là để bà nhìn lại bản thân, để mài giũa những gì còn chưa hoàn hảo. Bà hãy để những hành động tốt đẹp tự lên tiếng, hãy để xã hội và người khác đánh giá về bà, thay vì tự nhận mình là người vì dân vì nước. Đức Phật từng nói, người trí không cần danh tiếng, chỉ cần lòng thiện là đủ. Bà có những phẩm chất đáng quý, nhưng nếu để những lời nịnh hót đưa bà lên quá cao, bà sẽ quên mất những giá trị thật sự. Những YouTuber tâng bốc bà, thổi phồng danh tiếng chỉ khiến bà lạc lối, quên đi mục tiêu ban đầu của mình. Thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng, nhưng nếu bà nghe, bà sẽ trở thành một viên kim cương sáng hơn, hoàn thiện hơn. Tôi phê bình bà không phải vì muốn làm tổn thương mà là vì mong muốn bà trở thành người có giá trị hơn cho xã hội. Bà đã làm nhiều việc tốt, nhưng cần làm một cách đúng đắn, bình tĩnh để những người theo dõi có thể học hỏi và noi gương. Trong khi đó, vào ngày 29 tháng 9 vừa qua,
bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ ngừng livestream, một quyết định khiến không ít người cảm thấy nhẹ lòng bởi dường như cơn bão tranh cãi sẽ lắng xuống. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, mọi thứ đã xoay chuyển bất ngờ. Bà táo tợn xuất hiện trở lại, tiếp tục dùng những lời lẽ cao ngạo và dường như trong mỗi lời nói có sự phẫn nộ và ngạo mạn hiện rõ hơn bao giờ hết. Bà đã lên tiếng chỉ trích, thậm chí mỉa mai về sư Minh Tuệ. Bà gọi ông là ông này, ông kia, bà ám chỉ rằng sư Minh Tuệ không có đóng góp gì cho đời, chỉ tu hành cho riêng bản thân ông. Thế nhưng, điều khiến chúng tôi phải suy nghĩ sâu sắc hơn, đó là thông điệp bà muốn gửi gắm thực sự là gì, hay đó chính là sự ganh tị. Chẳng lẽ với một người buông bỏ tất cả, chỉ có cái nồi cơm điện cũ, cũng khiến bà phải ganh tị, phải soi mói sao? Giận dữ là ngọn lửa thiêu cháy lòng người. Chỉ khi từ bi mới có thể dập tắt được những oán hận. Đức Phật đã từng dạy như thế. Những lời nói đầy cay nghiệt không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm cho tâm hồn chúng ta chất chứa thêm sự phiền não. Khi một người dùng quyền lực và vị thế của mình để chỉ trích người khác, liệu điều đó có thật sự mang lại sự an yên hay chỉ tạo thêm gánh nặng cho chính bản thân mình? Chúng tôi hiểu rằng việc làm thiện nguyện là một điều vô cùng giá trị và chúng tôi cũng không thể phủ nhận những đóng góp của bà Nguyễn Phương Hằng cho xã hội. Tuy nhiên, lòng từ bi và hành động thiện nguyện không phải đi kèm với những lời nói hạ bệ người khác. Đức Phật đã dạy, khi dùng lời nói để làm tổn thương người khác, ta đã tự khắc gieo mầm khổ đau cho chính mình. Đó là bài học mà chúng ta cần suy ngẫm. Một người tu hành như sư Minh Tuệ, dù không góp công sức vào xã hội theo cách thế gian nhìn nhận, nhưng nếu ông đã tu hành, đã dốc lòng tìm đến sự giác ngộ, khiến cho tất cả chúng sanh đều phải thay đổi suy nghĩ, đều hướng về cái thiện và tấm lòng từ bi lan tỏa, vậy thì điều đó không phải là một đóng góp lớn lao cho đời sao? Chúng ta hãy nhớ rằng, cuộc sống vốn vô thường. Những tranh cãi và oán thù rồi sẽ qua đi, nhưng lòng từ bi và sự hiểu biết mới là điều lưu lại mãi trong thế giới đầy biến động này. Điều quan trọng không phải là chúng ta đánh giá ai đó dựa trên những gì họ thể hiện ra bên ngoài, mà là hiểu rằng mỗi người đều có con đường riêng, có những bài học riêng để hoàn thiện chính mình. Quý vị thân mến, hãy để lòng mình mở rộng, để tình thương và sự bao dung chiếm lĩnh, thay vì để những phán xét và oán trách làm mờ đi ánh sáng trong tâm hồn. Trong từng khoảnh khắc, vũ trụ vẫn luôn gửi đến ta những bài học quý giá. Điều còn lại là chúng ta có thể đón nhận chúng với trái tim rộng mở hay không. Cuối cùng, tôi chỉ mong rằng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ giữ lời hứa của mình là rút lui và tiếp tục công việc thiện nguyện một cách bình lặng. Nếu bà tiếp tục livestream và gây ra những xáo trộn không cần thiết, tôi lo rằng điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của bà mà còn gây hại cho cộng đồng. Mong rằng những lời chia sẻ này sẽ giúp bà nhìn lại và hiểu rằng, trong thế giới này, điều chúng ta để lại không phải là những tiếng vang lớn mà là những giá trị tốt đẹp thật sự. Buổi livestream hôm nay không chỉ là lời cảnh tỉnh cho chúng ta mà còn nhắc nhở về tầm quan trọng của sự thật và lòng chân thành trong cuộc sống. Những ai theo dõi bà Phương Hằng hẳn đã bị cuốn hút bởi phong cách thẳng thắn và quyết đoán của bà khi quất không trượt phát nào. Nhưng hãy nhớ rằng, không phải tất cả những gì chúng ta nghe đều là sự thật. Chính bà Phương Hằng đã nhắc nhở chúng ta phải tỉnh táo, phân biệt được điều đúng sai giữa những mưu mô và sự thật. Vậy, quý vị có đồng tình không? Liệu sự kiện tối qua có khiến quý vị suy ngẫm về những lời đồn đoán trước đây không? Chúng tôi hy vọng rằng mỗi người sẽ tìm thấy câu trả lời riêng cho mình và cùng nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, sâu sắc. Đừng vội vàng đưa ra kết luận khi chưa có bằng chứng rõ ràng và cũng đừng buông lời cay nghiệt với bà Phương Hằng. Dù sao đi nữa, bà cũng là người có tâm với đất nước, thương dân, mong muốn mang lại điều tốt đẹp. Ai trong chúng ta cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng điều quan trọng hơn cả là có dũng cảm để nhận ra và sửa chữa những lỗi lầm đó hay không. Chúng tôi biết rằng, không ít người đã mong chờ, suy đoán và thậm chí là phân tích từng chi tiết nhỏ về những cái tên có thể xuất hiện trong danh sách của bà, nhưng kết quả thì thật là thất vọng. Hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người, có lẽ bà không dám nhắc đến chứ không phải là không muốn nhắc. Bà Phương Hằng với những tiết lộ chấn động đã khiến tất cả chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi nhắc đến một nhân vật hoàn toàn xa lạ, một người phụ nữ mà không ai có thể ngờ tới. Điều này đã dấy lên những câu hỏi lớn, tại sao bà lại chọn người này? Mục đích thực sự đằng sau là gì? Chúng tôi đã theo dõi kỹ buổi phát sóng và nhận thấy rằng, mặc dù bà Phương Hằng không nhắc đến thầy Minh Tuệ một cách trực tiếp như nhiều người dự đoán, nhưng câu chuyện lại xoay quanh một thế lực giấu mặt, một đối tượng đã tiếp cận và yêu cầu bà giải cứu thầy. Tuy nhiên, nhân vật này không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với thầy Minh Tuệ và rõ ràng là chúng ta đã bị hiểu nhầm. Phải nói rằng, dư luận vẫn đang tò mò, thắc mắc về việc liệu bà Phương Hằng có thật sự quất thầy Minh Tuệ không. Nhưng trong thực tế,
Không có bất kỳ sự chỉ trích hay phân tích cụ thể nào về thầy Minh Tuệ trong livestream này. Thay vào đó, bà Hằng đã nhắc đến một thế lực xấu xa, một đối tượng mà bà cho rằng đang lợi dụng danh tiếng của thầy để làm điều không hay. Mọi người chờ đợi một điều gì đó gay gắt hơn, nhưng cái mà bà Hằng tiết lộ là hoàn toàn khác biệt. Nó khiến chúng ta phải suy ngẫm về những âm mưu phức tạp hơn đang tồn tại. Câu chuyện về nhân vật bí ẩn này đã làm nhiều người thất vọng vì rõ ràng đây không phải là điều mọi người trông đợi. Chúng tôi, cũng như quý vị, đều cảm thấy rằng không có gì gọi là quất không trượt phát nào như bà Hằng đã tuyên bố trước đó. Điều mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này là gì? Có lẽ đó là sự thất vọng khi những suy nghĩ ban đầu của chúng ta không trùng khớp với thực tế và quan trọng hơn là sự thật rằng thầy Minh Tuệ, một người đã từ bỏ tất cả để tu hành, vẫn đang bị lợi dụng bởi những thế lực xấu nhằm chống phá và gây ảnh hưởng tiêu cực. Thầy đã buông bỏ tất cả, nhưng dường như những kẻ này vẫn không buông tha cho thầy. Điều này khiến chúng ta không khỏi cảm thấy thương xót cho thầy, một bậc chân tu chỉ muốn yên ổn tu hành lại bị lôi kéo vào những tranh cãi không đáng có. Kính thưa quý vị, bất kỳ ai ở vị trí có sức ảnh hưởng như bà Phương Hằng hay sư Minh Tuệ đều phải đối mặt với không ít thế lực thù địch, những kẻ luôn tìm cách gây rối và công kích từ mọi phía. Điều bà cần làm có lẽ chỉ là lên tiếng nhắc nhở chúng ta cảnh giác trước những âm mưu của các tổ chức phản động, thay vì tự mình đối đầu hay khẳng định rằng tôi mà ra tay thì không trượt phát nào. Một lời tuyên bố mạnh mẽ nhưng cũng dễ dẫn đến sự hiểu nhầm không đáng có. Khi bà Hằng nhắc đến sư Minh Tuệ, một người có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Phật giáo, với lòng kiên trì và sự tu tập hạnh Đầu Đà khổ hạnh, chúng ta không thể không tỏ lòng kính trọng. Đúng là sư Minh Tuệ chưa phải là Phật hay bậc A-la-hán, nhưng với sự tu hành nghiêm túc và kiên định, sư đã được ngưỡng mộ bởi rất nhiều người, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Những hạnh tu đó xuất phát từ chính lời dạy của Đức Phật, đã và đang lan tỏa niềm cảm hứng tu tập cho nhiều người. Đó là lý do mà khi có ai đó đụng chạm đến sư Minh Tuệ, người ta sẵn sàng lên tiếng bảo vệ. Đức Phật từng dạy, chính sự kiên định và từ bi sẽ dẫn chúng ta đến bờ giải thoát. Và có lẽ trong lòng nhiều người, sư Minh Tuệ là một minh chứng sống động cho điều đó. Bà Hằng có thể cảm thấy mạnh mẽ khi nói rằng tôi ở trên đỉnh cao, không thể ngã xuống bùn, nhưng chính sự tự tin quá mức này đôi khi lại tạo nên những phản ứng không mong muốn. Đứng ở vị trí cao, bà sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhiều thế lực đen tối luôn trực chờ cơ hội để hạ bệ. Người ta nói, chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng chính mình. Và có lẽ cuộc chiến thực sự mà bà Hằng cần đối mặt lúc này không phải là với những người ngoài kia mà là với chính bản thân mình. Cuộc chiến để tìm ra bình an trong tâm hồn và trí tuệ trong mọi hành động. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 16, bà Hằng phát biểu tại sao cả dòng họ nằm trong đó, cháu kia bằng cô, bằng gì? Bằng thím, bằng mợ, bằng cậu, bằng chú, chồng làm trưởng phòng, vợ làm phó phòng. Vậy thì ở trên đe dưới búa, cán bộ ở giữa cũng không sống nổi. Đó là sự thật, vì lời thật mất lòng. Nhưng bản thân tôi, đứng giữa trời đất, tôi đau khổ vô cùng khi đến trại An Phước. Tôi ân hận vô cùng khi có mặt ở trại An Phước. Nhưng cũng có cái hay để tôi biết được những sâu xa bên trong mà chị em phụ nữ và cả những người đi tù đã khổ như thế nào. Tất cả là trồng chuối. Tất cả là trồng hoa hồng, biến tất cả thành làm kinh tế. Có hay không, làm cho rõ, trả lời cho nhân dân biết, vì trong đó có tôi. Tôi là người chứng kiến, tôi là người biết rất nhiều nên tôi dám nói sự thật và tôi chấp nhận những lời nói hôm nay trước công chúng là sự thật. Đụng vào ai, tôi tỉnh người đó, nhưng tôi không sợ đâu, bởi vì một đời người chỉ sống một lần. Tôi có ngã xuống thì còn 5.000 con người còn đang sống ở đó rất khổ đau. Sáng đi làm, chiều về chỉ được nghỉ ngơi, nhưng tôi nói rằng đó là một sự vô cảm. Quý vị nghĩ rằng, nếu tôi là bà ấy thì tôi đã đi qua rồi, không khi nào tôi quay lại mà bắt người ta viết hai tờ kiểm điểm gì đó, mà hành người ta viết. Vì vậy, tôi mới nói ở An Phước có Hoàng thượng và Hoàng hậu, cho nên tôi phải điện thoại cho ông trời. Mọi người không hiểu, họ chửi tôi. Bà ấy đã nói với tôi rằng bà ấy trồng chuối có 8 cổ đông. Tôi đang bàn với anh Dũng tìm cách trồng chuối kiếm nhiều tiền hơn. Người ta làm tốt, mình cũng cố gắng học hỏi để kiếm nhiều tiền hơn. Mình giúp trẻ em mổ tim được không quý vị? Những sự việc liên quan đến trại giam hay những cáo buộc mà bà đã đưa ra về các tổ chức phản động, tất cả đều cần sự thật và bằng chứng rõ ràng. Nếu không có đủ bằng chứng, mọi lời nói đều có thể trở thành con dao hai lưỡi. Công khai những trải nghiệm trong trại giam có thể là một bước đi táo bạo, nhưng nó cũng đặt bà Hằng vào tình thế nguy hiểm nếu không được chứng minh một cách xác thực. Khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, mọi lời nói của bà sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Và nếu không đủ căn cứ,
bà có thể sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối pháp lý. Chúng ta hiểu rằng bà Hằng có quyền chia sẻ những gì bà đã trải qua. Nhưng điều quan trọng là hãy chắc chắn rằng những thông tin đó là sự thật để tránh việc bà phải đối diện với những hệ quả không mong muốn. Bà từng tự nhận mình là người yêu nước, làm việc thiện vì cộng đồng, nhưng điều đó không có nghĩa bà có quyền biến mọi lời nói thành sự thật chỉ vì sự tự tin của mình. Bà cần thận trọng, vì mỗi lời nói ra không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của chính mình mà còn đến niềm tin của những người ủng hộ bà. Cuối cùng, quý vị ơi, cuộc chiến pháp lý sắp tới mà bà Hằng sẽ phải đối mặt không còn là những buổi livestream, mà sẽ là một trận chiến thực sự trong tòa án. Nếu bà đối mặt với nó bằng sự bình tĩnh và trí tuệ, bà sẽ nhận được sự kính trọng từ cộng đồng. Nhưng nếu bà tiếp tục con đường công kích và chỉ trích, liệu bà có đang tự đặt mình vào vòng xoáy không hồi kết? Hãy để chúng ta nhìn nhận lại, tìm kiếm sự bình yên và hòa hợp trong cuộc sống. Hãy sống và hành động với lòng từ bi, trí tuệ và sự kiên nhẫn. Đó mới là con đường chân chính. Lời dạy của Đức Phật từng nhắc nhở, những gì chúng ta nghĩ, chúng ta sẽ trở thành. Tâm là nguồn gốc của mọi hành động. Bà Hằng, với những phát ngôn thiếu cẩn trọng của mình, đã tự tạo nên khẩu nghiệp. Chính những lời nói đó đã làm nhiều người cảm thấy nhức nhối, gây hoang mang trong lòng cộng đồng. Quả thực, phát ngôn vô ý thức có thể gây ra hậu quả khôn lường, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân bà mà còn đến toàn xã hội. Hãy tự nhìn lại mình, đừng để sự tức giận hay tự mãn dẫn dắt lời nói và hành động. Không có kẻ thù bên ngoài, chỉ có kẻ thù trong lòng chúng ta. Chúng ta không nên biến những sai lầm cá nhân thành trách nhiệm của người khác, cũng không nên biến sự thiếu suy xét của mình thành nỗi đau chung của cộng đồng. Trong những khoảnh khắc đầy biến động như thế này, điều chúng ta cần là sự tĩnh lặng, suy xét kỹ càng và lòng từ bi đối với chính mình và người khác. Nhìn từ góc độ nhân văn, mỗi chúng ta đều có thể phạm sai lầm, nhưng sự trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta có biết nhìn nhận và sửa đổi hay không. Thay vì đổ lỗi cho người khác, hãy học cách đối diện với hậu quả do chính mình gây ra. Như vậy mới thật sự là hành động cao cả, đúng nghĩa của lòng yêu nước và yêu dân. Lời bình luận của chúng tôi không phải để chỉ trích hay phê phán, mà để nhắc nhở rằng trong cuộc sống này, chỉ có sự chân thành, trung thực và lòng từ bi mới có thể dẫn dắt chúng ta đến con đường hạnh phúc thực sự. Những ai đã từng ngưỡng mộ bà Hằng, xin hãy nhìn nhận lại sự việc với một tâm hồn rộng mở và hiểu biết. Bởi mỗi một lời nói và hành động đều có sức mạnh vô cùng lớn, có thể mang lại ánh sáng hoặc bóng tối cho cuộc đời của chính chúng ta. Từ câu chuyện này, mỗi người có lẽ sẽ có những suy nghĩ và tranh cãi nội tâm riêng, nhưng điều quan trọng là chúng ta cần hướng tới sự thật với lòng từ bi và trí tuệ. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tìm thấy câu trả lời thực sự cho những câu hỏi đầy phức tạp mà cuộc sống đặt ra. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi và chờ đợi kết quả điều tra từ lực lượng an ninh. Như lời bà Hằng nói về người phụ nữ này, quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi, bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình để có thể hiểu rõ hơn về những diễn biến phức tạp này. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người trong các phân tích sắp tới. Kính mời quý vị đến với những diễn biến hấp dẫn tiếp theo trên kênh Sách Nói Minh Triết. Nếu có điều gì khiến quý vị tâm đắc, hãy chia sẻ ngay dưới phần bình luận và đừng quên bấm đăng ký kênh. Một hành động nhỏ nhưng thể hiện sự ủng hộ to lớn, giúp quý vị luôn là người đầu tiên đón nhận những thông tin mới nhất về hành trình đầy cảm hứng của Thầy Minh Tuệ. Tiếp theo là thông tin, Tổ chức Việt Tân lên tiếng về người phụ nữ tiếp cận bà Hằng và Thầy Minh Tuệ. Kính thưa quý vị, sau buổi talk show được đông đảo quý vị và bà con đón đợi của bà Nguyễn Phương Hằng, dư luận ngay lập tức bùng nổ trong các cuộc tranh cãi quyết liệt. Ngay sau đó, Tổ chức Việt Tân đã lên tiếng đăng bài đáp trả về người phụ nữ mà bà Phương Hằng cho là người của Việt Tân được phái đến để giải cứu Thầy Minh Tuệ. Liệu có đúng như họ khẳng định hay đây chỉ là một màn kịch đầy kịch tính? Những cái tên bí ẩn được nhắc đến khiến chúng ta không thể ngừng tự hỏi đâu là chân tướng, đâu là mưu đồ thâm sâu. Những nhân vật mà bà Phương Hằng réo tên trong buổi tối hôm qua như Võ Hoàng Yên và Đinh Lan đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Đầu tiên, hãy cùng xem Tổ chức Việt Tân đã phản hồi ra sao về cáo buộc này. Việt Tân lên tiếng khẳng định không hề cử người gặp bà Phương Hằng, đồng thời kêu gọi sự chú ý của dư luận về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là trường hợp của Thầy Thích Minh Tuệ. Họ cáo buộc rằng Thầy Minh Tuệ bị chính quyền đàn áp, nhưng điều này quá mâu thuẫn. Điều này đã làm dấy lên nhiều suy nghĩ trong cộng đồng. Nhưng khoan hãy tin ngay, chúng tôi tin rằng đây là một mưu đồ nhằm lôi kéo dư luận vào câu chuyện này, bởi không có lý do gì Tổ chức Việt Tân lại tự thừa nhận những điều như vậy nếu họ không có ý đồ phía sau. Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã chỉ rõ người phụ nữ tự xưng là thành viên của Việt Tân đến gặp bà.
Thật vô lý khi ai đó tự nhận mình thuộc một tổ chức phản động, đúng không thưa quý vị? Không ai dại dột đến mức công khai như vậy nếu không có một kế hoạch nào đó đằng sau. Người phụ nữ này đã tiếp cận bà Phương Hằng, thậm chí còn kêu gọi bà giải cứu thầy Minh Tuệ với lý do thầy bị đàn áp. Nhưng sự thật là gì? Chúng ta, những người theo dõi tình hình của thầy Minh Tuệ, đều biết rõ rằng nhà nước Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thầy tiếp tục con đường tu hành. Thầy Minh Tuệ đã nhiều lần xuất hiện trên VTV, cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bình yên khi được tu tập trong không gian yên tĩnh. Thầy đã xả bỏ tất cả những phiền nhiễu của thế gian để cống hiến cho con đường tu tập của mình. Thật sự mà nói, những lời bịa đặt này chỉ nhằm mục đích kích động dư luận, nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại. Việc tổ chức Việt Tân cố tình đưa ra những thông tin sai lệch và bịa đặt chỉ khiến chúng ta càng thêm nhận thức rõ ràng về âm mưu của họ. Việc cố tình tiếp cận, lôi kéo bà Nguyễn Phương Hằng là một minh chứng rõ ràng về việc Việt Tân đang âm mưu tạo sự phân rẽ và gây rối. Tuy nhiên, với sự tỉnh táo của mình, bà Hằng và ông Dũng đã nhận ra ngay từ đầu và không hề bị mắc bẫy. Chúng ta đều biết rằng nếu tâm lý của bà không vững vàng, có lẽ bà cũng đã bị lôi kéo bởi những tổ chức và cá nhân này. Là tôi nói với quý vị như thế này, kể từ hôm nay, sau buổi tối hôm nay, tôi sẽ rời khỏi cuộc chơi drama này và tôi sẽ đi vào pháp lý. Ai làm nhục tôi, ai sỉ nhục tôi sẽ đưa họ ra pháp lý, bởi vì danh dự là thứ rất quan trọng. Tôi cân nhắc kỹ lắm, tôi tin chắc mọi người đều nghĩ rằng tại sao lại có nhiều người chửi tôi mà tôi không lên tiếng. Quý vị biết tại sao tôi không lên tiếng không? Tại vì tôi nghĩ đến hai chữ tù tội, nó khổ đau lắm, ai có qua cầu mới hay. Nếu tôi kiện và họ vào tù, tôi được gì? Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đâu muốn ai khổ giống như tôi. Tha thứ được cũng là người tốt, nhưng đừng để bị lợi dụng. Quý vị hãy nhớ rằng không ai dại dột tự nhận mình là thành viên của một tổ chức phản động nếu không có mưu đồ sâu xa phía sau. Điều này chỉ là một chiêu trò lôi kéo dư luận mà thôi. Tiếp theo, chỉ cách đây không lâu, tổ chức Việt Tân lại tiếp tục tung ra những thông tin gây sốc. Họ cho biết một bác sĩ chuyên khoa tâm lý đã lên tiếng cho rằng sau khi bà Phương Hằng ra tù, những phát biểu gần đây của bà trên mạng xã hội cho thấy bà đang có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nhưng quý vị thử nghĩ xem, có phải những lời lẽ đó chỉ là cách tổ chức này cố gắng vu cáo sau khi bị bà Phương Hằng phơi bày toàn bộ sự thật? Phải chăng khi ánh sáng của sự thật đã tỏ bày, họ lại tìm mọi cách để bôi nhọ, gán ghép cho người khác những căn bệnh chưa được xác thực nhằm đánh lạc hướng dư luận? Rõ ràng, việc tổ chức này cáo buộc người khác mắc bệnh tâm thần chỉ là một chiêu trò nhằm che đậy cho những hành động xấu xa mà bà Phương Hằng đã dũng cảm vạch trần. Thưa quý vị, đây là sự thật mà chúng ta cần nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết. Những luận điệu thiếu căn cứ và ác ý này không chỉ nhằm tấn công cá nhân bà Hằng mà còn cố gắng làm mờ nhạt đi những sự thật mà bà đã phơi bày. Câu chuyện về Võ Hoàng Yên và cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa ông ta và bà Phương Hằng đang bước sang giai đoạn gay cấn hơn bao giờ hết. Khi bà Phương Hằng tuyên bố rằng drama lượt đi đã kết thúc, chúng ta không thể không mong chờ lượt về sẽ bắt đầu như thế nào. Mọi thứ sẽ trở nên nảy lửa hơn khi những tin nhắn bí ẩn từng bị mất đi nay đã được khôi phục. Những gì Võ Hoàng Yên đã lừa đảo bà Phương Hằng sẽ được phơi bày một cách rõ ràng hơn và cuộc chiến pháp lý chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt. Đặc biệt, sau khi buổi talk show của bà Phương Hằng kết thúc, những nhân vật như Đinh Lan và Kim Mao, những người luôn không buông tha tấn công bà từ mọi phía, sẽ phải đối mặt với sự thật. Dù cho Đinh Lan đã liên tục chỉ trích, hạ bệ bà Phương Hằng với thái độ đầy hung hãn, điều mà ai cũng tò mò là tại sao bà Phương Hằng lại không hề đáp trả. Bà Phương Hằng đã nhấn mạnh rất rõ ràng vào tối qua rằng có lý do sâu xa khiến bà chọn cách không truy cùng đuổi tận Đinh Lan dù cô ta đã từng cố gắng hết mức để gây hấn. Sự điềm tĩnh và lựa chọn đầy khôn ngoan của bà khiến chúng ta không khỏi tò mò liệu bà Phương Hằng đang chuẩn bị cho một nước cờ lớn hơn. Một điều chắc chắn rằng cuộc chiến này chưa hề kết thúc và những tình tiết gay cấn vẫn còn phía trước chúng ta.